Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Búc. Từ lâu, truyện cổ tích vẫn được coi là người thầy đầu tiên của trẻ, mang tới cho trẻ nhiều bài học ý nghĩa, đầy nhân văn. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Vịt con xấu xí. Đây là cuốn sách trong tuyển tập cổ tích Ngày xửa ngày xưa được Đinh Tị Búc giới thiệu. Bộ sách gồm 10 cuốn, đem những câu chuyện cổ tích tới cho bé với hình ảnh minh họa màu sắc bắt mắt và lời kể ngắn gọn, xúc tích, giúp bé ghi nhớ tốt hơn mỗi câu chuyện. Vịt con xấu xí. Mùa hè tươi đẹp đã đến. Trên cánh đồng và trong nông trại, đâu đâu cũng thấy cảnh tươi vui, nhộn nhịp. Tuy nhiên, có một cô vịt lại đang ngồi yên trong ổ để ấp trứng. Và rồi, vỏ trứng dần dần nứt ra, từng chú vịt con lần lượt chui ra ngoài. Tuy vậy, vẫn còn một quả trứng to nhất không có động tĩnh gì. Vịt mẹ lại chờ đợi trong sự lo lắng, sốt ruột. Cuối cùng thì quả trứng to nhất cũng nứt vỏ. Một chú vịt xám vừa to, vừa xấu xí chui ra. Vịt mẹ nghĩ thầm. Nó có phải là con của gà Tây không nhỉ? Thôi, mình cứ dẫn chúng đi bơi là biết ngay mà. Vịt mẹ dẫn đàn vịt con xuống nước. Vịt lông xám cũng lội xuống theo. Vịt mẹ vui mừng reo lên. Nó đúng là con của mình rồi. Nhưng các chú vịt khác đều trêu chọc, bắt nạt vịt lông xám, gọi nó là vịt con xấu xí và không thèm chơi với nó. Vịt mẹ phải chăm sóc một đàn con đông đúc nên cũng không mấy yêu quý vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí buồn bã, quyết định bỏ đi lang thang khắp nơi. Vịt con xấu xí gặp một chú ếch xanh và rất muốn được kết bạn với nó. Nhưng ếch xanh lại kiêu ngạo nói: "Đồ xấu xí nhà cậu từ đâu chui ra thế?" Nói xong, nó liền nhảy phốc bỏ đi. Trong bãi lau sậy, vịt con xấu xí muốn kết bạn với đám vịt trời. "Đồ xấu xí! Chúng ta không muốn bị dọa sợ chết khiếp với bộ dạng xấu xí của cậu đâu." Đám vịt trời ngang ngược kêu ầm ĩ. Thế là vịt con xấu xí đành phải vội vàng bỏ đi. Băng, băng! Đàn vịt trời vừa ngang ngược là thế, bỗng bị trúng đạn của người thợ săn rơi xuống. Vịt con xấu xí vừa đi được không bao xa, thấy vậy, sợ hãi nằm trốn dưới lá sen to. Sau đó, bỗng từ đâu xuất hiện một con chó săn to lớn đứng lù lù trước mặt vịt con xấu xí. Nó hít ngửi vịt con xấu xí một lát rồi bỏ đi. Vịt con xấu xí thở dài, nói: "Có lẽ mình xấu quá. Xấu đến nỗi chó săn cũng không thèm cắn mình." Mùa thu đến, vịt con đáng thương không tìm được thứ gì ăn. Một bà lão tốt bụng liền mang vịt con về nhà nuôi, khiến nó cảm nhận được sự ấm áp của ngôi nhà. Nhưng mèo con và gà mái ở nhà bà lão lại không vui. Chúng luôn hỏi vịt con xấu xí có bắt được chuột không, có biết đẻ trứng không. Vịt con xấu xí nghĩ ngợi hồi lâu, nó thấy mình chẳng làm được gì giúp bà lão nên lại buồn bã bỏ đi. Vịt con xấu xí ngước lên trời nhìn đàn chim trắng to lớn vừa bay ngang qua với vẻ ngưỡng mộ. Mấy chú chim nhỏ đậu trên cây cười nhạo: "Cậu có đẹp bằng họ không mà nhìn." Mùa đông đến, vịt con đáng thương không có nơi nào để đi nên đã bị lạnh cóng bên bờ hồ. Một bác thợ mộc tốt bụng đi ngang qua đó, thấy thế liền ôm vịt con xấu xí về nhà. Một hôm, vịt con xấu xí đang ở nhà một mình thì đàn chuột chuyên ăn cắp đồ ăn bò vào và nhìn thấy nó. Chúng sợ hãi hét to: "Mau chạy thôi, ở đây có quái thú." Đàn chuột bỏ chạy tán loạn, làm cho đồ đạc trong nhà bị xới tung lên, vô cùng bừa bãi, lộn xộn. Bác thợ mộc và bà vợ trở về nhà, nhìn thấy nhà cửa bừa bãi, cứ nghĩ vịt con xấu xí gây ra, liền giận dữ, đuổi vịt con xấu xí đi.
Khi vịt con đáng thương sắp cảm thấy tuyệt vọng, thì cô chuột đồng tốt bụng đã mời nó đến nhà ở cùng với cô và các con. Vịt con xấu xí đã sống qua mùa đông dài lạnh lẽo trong căn nhà ấm áp của chuột đồng. Mùa xuân đến, đàn chim trắng lớn mà vịt con xấu xí ngưỡng mộ lại bay về hồ nước. Lúc này, vịt con xấu xí cũng đang bơi lội, chơi đùa với đàn chuột con bên hồ. Khi vịt con xấu xí cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, nó kinh ngạc phát hiện ra mình cũng xinh đẹp như đàn chim trắng kia. Những con thiên nga khác liền bơi đến khen ngợi vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí vui mừng thầm nghĩ: khi con là một chú vịt con xấu xí, mình có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày hạnh phúc thế này. Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé ở buổi đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Búc nhé!